Hi, xin chào tất cả quý chị hàng thân yêu nhá. Em vừa về được 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái chân cẩm thị chuẩn rừng tăng 3 Gia Lai thôi nhá. Đây, Vân này. Quá vip luôn, em vừa về xong á. Hàng xanh đẹp cực kỳ luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 chân này là được 120 kg anh chị bạn nhé, 120 kg. Rất là đẹp luôn. Cùng một cây đấy bác nhé. Kinh điển luôn. Rồi em đi vào kích thước liền luôn cho anh chị bạn nhé. Chân này dài 69 này. 69 10.5 10.5 11 bác nhé. Cục đây thì dài được 79 này. Một chiều là 18. Một chiều 15. Đầu đây thì nhỏ hơn các bác nhé. Đầu đây là 10. 10. Quá đẹp. Cục này là dài được 58. 9 phân. 9 phân và 10 phân. Đầu đây thì to hơn. Đầu đây 11 thôi này. Rồi, khúc số 4 này. Khúc số 4 dài 78. Đầu đây được 11. 11, 10.5. Khúc số 5 này các bạn ơi. Dài được 76. Một chiều 11. Một chiều 9.5. Khúc số 5 này. Khúc số 6 này. Khúc số 6 dài được 68. Một chiều 11 cái đó này. Chiều 11. Chiều 11 vuông. Đấy. Rồi, khúc số 7 này. Cũng 68. 9 này. 9.5. 9.5 và 8.5. Rồi, khúc tiếp theo đây. 65. Rồi, lôi xích ra ngoài. 65. Đầu đây thì nhỏ đầu kia xíu. 9.5. 8. 9.5 là 8. Rồi, khúc tiếp theo. Dài được 73 các bác nhé. 73. Và 9. Đấy. Khúc tiếp theo ạ. 70. 10.5 và 9. Rồi, khúc tiếp theo. Khúc số 11 dài 64. Một chiều là 9.5. Một chiều là 10. Rồi, khúc tiếp theo là khúc cuối cùng. Dài được 69. Chiều 12. Một chiều 11.5. Nói chung là vân veo thì các bác không phải suy nghĩ nhé. Đầu nào như đầu nào hết đấy. Vân này con này. Đúng chất cẩm thị tông 3 các bác nhé. Quá đẹp luôn. Quý chị khách hàng thiện chí thì liên hệ theo số điện thoại là 0338918991 nhé. 12 khúc. 1 tạ 2. Quá VIP.